Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Chính phủ. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Trong những ngày đầu năm mới 2023, đã thành thông lệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để tổng kết công tác năm 2022 và bàn về việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đây là lần thứ 3 trong nhiệm kỳ này của Chính phủ, Tổng Bí thư đến dự hội nghị tổng kết năm của Chính phủ với các địa phương. Nhắc lại cách đây đúng một năm, chúc Chính phủ, chính quyền các cấp cố gắng nỗ lực phấn đấu để năm 2022 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đến thời điểm này, với thực tế đang diễn ra, có thể khẳng định, năm 2022, chúng ta đã cơ bản đạt được điều mong ước và lời chúc đó, thậm chí có những điểm còn sắc nét hơn. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, nhưng nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ. Ấn tượng là kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 8%, cao hơn nhiều so với kế hoạch và là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 372 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu về thương mại. Chỉ số giá tiêu dùng đạt được kiểm soát ở mức 3,15% so với cùng kỳ. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ những kết quả thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém sẽ có nhiều nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm. Chúng ta có thể tiếp tục kế thừa và phát huy 3 bài học đã được rút ra tại các hội nghị trước. Đó là: 1. Phải kế thừa phát huy những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới và những kết quả toàn diện chúng ta đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 2. Cần phải tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta theo tinh thần tiền hưu hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, mà tôi nhiều lần nói rồi. Cả hệ thống chính trị, bao gồm các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, kiên quyết kiên trì đổi mới sáng tạo, phối hợp kết hợp nhịp nhàng đồng bộ bài bản hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội. 3. Là phải tranh thủ được sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí, vân vân, để tạo nên một sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, bổ sung thêm bài học mới, cụ thể của năm nay tôi tạm gọi là bài học thứ 4, là nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo, chủ động, nhạy bén, nắm bắt những diễn biến mới của tình hình, kịp thời quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề, việc nào làm dứt điểm việc đó, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí, nguồn lực. Thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh, chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ để phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững hơn, kịp thời phát hiện và có chủ trương biện pháp phù hợp, kiên quyết khắc phục những khó khăn, những việc khó, việc mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Với quyết tâm, năm 2023 nhất định phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.